con đẩy rồi đấy, đẩy. Cố lên, cố lên. Cái này là đồ đông lạnh. Ủa đây, đây đâu có bán cái ly uống rượu hả anh? Này kẹo gì đây vậy ta? Kit Kat. Kit Kat. Kẹo gì vậy Bi? Trời ơi ngon với ta. Kẹo quá trời luôn ta ơi. Đi đâu vậy? Ăn cái máy rồi hả? Ôi nãy ok. Trời ơi nha, coi liệt lọc thềm nha. Rồi ập xuống. Leo xe kìa. Đó là chợ. Đây để sao Út cầm phụ cho. Bỏ vô bịch, sao rớt ra ngoài rồi, bỏ vô bịch. Rồi. Bỏ xuống đó, ừ bỏ xuống đó, bỏ xuống đó, đúng rồi. Cái kem hả? Rồi leo lên đi kìa, leo lên đi về kìa. Cái kem trong đây nè, xíu nữa về ăn.